Con đọc mãi vẫn chưa hiểu. Rồi, thôi trả lời cái câu này trước đi. Mời sư Từ Từ. Dạ, xin trả lại câu hỏi này thưa quý vị. Để trả lại câu hỏi này thì sư sẽ cho quý vị hai cái từ khóa. Quý vị nghe rõ, quý vị sư sẽ cố gắng nói chậm, quý vị nghe rõ từ khóa này nha. Thứ nhất là quý vị lên vội, quý vị đánh từ khóa thứ nhất là tại sao gọi là Như Lai. Đó từ khóa thứ nhất. Cái link á, cái link đó là cái link trang của trang Theravada.vn. Chúng nhắc một lần nữa nha, là cái từ khóa đầu tiên đó là tại sao gọi là Như Lai. Đó là người của ngài Thiền sư Xỉn Anh đó. Cái từ khóa thứ hai đó là ý nghĩa Như Lai, từ trang Bodhisat.net của ngài Minh Châu. Khi mà sư nói hai từ khóa này, quý vị sẽ thắc mắc, vị nói ủa con muốn sư giải đáp, con thắc mắc Như Lai mà con muốn sư giải đáp cho con liền trên đây mà tại sao sư đưa con từ khóa như vậy, đúng không? Thì thưa quý vị, có nguyên nhân thưa quý vị. Thì bây giờ sư sẽ trích trong một cái đoạn mà ngài Xỉn Anh đã trả lời cho quý vị hiểu rõ nha. Cái này là ngài Xỉn Anh đã nói nha, chứ chứ không phải sư nói nha. Nó rõ thì ngài Xỉn Anh đã mới nói như vậy nè. Như vậy chúng ta có 8 ý Trong nghĩa cái của tường Như nhỏ không Lai. ta? Hả? Nghe rõ không Nghe rõ, nghe rõ. ạ? Sao bên Như đây nghe vậy mấy tiếng? chúng ta có 8 ý nghĩa của từ Như Lai và sẽ là 10 nghĩa nếu chúng ta xét đến những biến nghĩa của nghĩa thứ tư và thứ tám. Bây giờ nếu có ai hỏi quý vị tát tha cá tá nghĩa là Như Lai đó, nghĩa Như Lai nghĩa là gì, quý vị sẽ nói tôi không biết vì có quá nhiều nghĩa. Tuy nhiên quý vị có thể chọn một trong nhiều nghĩa ấy để giải thích. Nói chung Tathagata là một từ rất phong phú và chứa đựng nhiều thành tố của giáo pháp Đức Phật. Có nghĩa là quý vị khi đọc tiếng Việt rõ ha, có nghĩa là rất là dài, cho nên là quý vị để hiểu trọn vẹn á, quý vị bắt buộc phải đọc thôi. Bắt buộc phải đọc cái này, bắt buộc phải đọc rồi, buộc phải đọc rồi. Nếu mà hiểu muốn hiểu trọn vẹn, bắt buộc phải đọc rồi. Thì dạ xin kết thúc câu trả lời Như Lai đây. Thì thay vì nếu mà quý vị lười quá đó, thì thôi sư trích ở trong đó ra một vài cái ý nghĩa ha. Thứ nhất sở dĩ gọi là Như Lai bởi vì đầu tiên đó là cách mà Đức Phật tự xưng mình, chứ Đức Phật không tự xưng mình là Sa-môn Gautama mà ngài tự xưng mình là Như Lai. Thứ nhất là Như Lai là do cái một cái tên do ngài tự xưng, và cái tên đó không phải là do ai cho ngài hết, mà đó là do cái sự thành tựu quả vị chánh đẳng giác của ngài. Và sở dĩ ngài được gọi là Như Lai đó bởi vì ngài đến như chư Phật và ngài đi cũng như chư Phật, có nghĩa là ngài đến giống như các vị Bồ Tát ở kiếp chót khi mà xuống nhập vào thai bào rồi đi ra khỏi thế gian, thì nó cũng y chang. Rồi khi mà ngài đi như chư Phật tức là ngài đã chứng đắc đạo quả đó, và ngài đã ra khỏi thế gian cách là ngài đã không còn phiền não. Hoặc á, là Như Lai đó là bởi vì ngài nói sao thì làm vậy và làm sao thì nói vậy, lời nói và hành động của ngài đó là giống nhau, không có khác biệt. Ngài ở một mình như thế nào thì ngài ở giữa hội chúng cũng như thế đó, ngài ở chỗ đông người như thế nào thì ngài ở một mình cũng như thế đó, ngài trước sau như một. Và sở dĩ ngài được gọi là Như Lai đó là bởi vì ngài đã hiểu thực tính của các pháp nó là như thế nào, và ngài là bậc đã tuệ tri được tứ đế là gì, do đó ngài được gọi là Như Lai. Rồi sư Chánh Tâm có bổ sung gì không? Có nhiều sinh tệ nói như thường thường nói hết thì còn đó, Rồi giờ nhưng tôi mà xin quan phép trọng trả lời cái ý thứ hai này là dụng cây bồ đề nè. Thì à. Rồi rồi chờ để tôi đọc cái